Máy thực phẩm Hoàng Quân xin kính chào quý khách. Hiện tại mọi người đang được xem đây là các mẫu máy thái thịt của bên mình, gồm máy thái thịt tươi, thịt sống hoặc là thịt chín, thịt đông lạnh. Ở đây đang có rất nhiều mẫu mã. Nếu mà trong trường hợp anh em sử dụng cho gia đình thì mình sẽ khuyên là sẽ sử dụng những cái hàng máy ở bên trên đây. Đây là máy thái thịt chín, thịt đông lạnh này, ba con này. ES250, ES300 phiên bản B2 nhá. Và đây là dòng 300E, tức là dòng tự động. Đây là hai con này là bán tự động này. Còn đây là dòng máy thái thịt tươi sống mọi người có thể sử dụng như là KL85 một cửa, hai cửa, và đây là QX250. Ngoài ra thì anh em là bên kinh doanh sản xuất thì lưu ý là có thể tham khảo được những cái dòng máy to này. Thì cái tên sản phẩm của máy đây là dòng HQ8, dòng dao rời. Dao rời tức là anh em có thể là sử dụng xong là chúng ta rút được bộ dao ra. Còn các cái dòng kia thì nó là KL85 là không rút được dao ra nhé. Đây là HQ8. Motor sử dụng của con này đang là Việt Nam. Hàng anh em có thể mua được là Trần Hưng Đạo. Còn đây là cái con HQ92. Để mà nói thì con này nó là dòng thái sợi, anh em lưu ý nhé. Nó là dòng dao thái sợi, dao rời. Nếu mà anh em muốn thái sợi gì đấy thì thực phẩm thịt ấy, chúng ta sử dụng con này. Thì cách thức vận hành của nó sẽ là một con dao chạy ngang và một con dao chạy dọc. Nó là hai con thả trên thả xuống phát, nó sẽ là thành sợi luôn. Thì đây là một dòng công nghiệp cho anh em bên sản xuất, kinh doanh số lượng lớn. Quật một phát là được rất nhiều. Tính trung bình cho mình nó khoảng tầm 200 cân một tiếng. Thì anh em nào mà có cái nhu cầu tham khảo về các cái dòng máy thái thực phẩm thì có thể tham khảo được mẫu máy má ở đây. Máy KL85 một cửa, hai cửa, QX250. Còn đây thì nó sẽ là HQ92 này, HQ8 này. Thái thịt đông lạnh tự động 300E. Đây là bán tự động là ES300B2 nhé. Còn đây là dòng ES250. Thì anh em có nhu cầu tham khảo tại trang web của bên mình là máy thực phẩm hoangquan.com hoặc gọi theo số hotline là 0941111699, 0973684391. Clip đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn mọi người. Xin chào.